Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Trong video buổi sáng ngày hôm nay, như thường lệ ngày thì Túc sẽ là hướng dẫn anh em chơi cái trò chơi nhỏ để chúng ta nhận cái chìa khóa và cái mật mã hàng ngày để chúng ta nhận là 1 triệu cái đồng xu Hamster Combat từ dự án này. Đối với những người mới chưa tham gia dự án Hamster Combat thì anh em nhanh chóng kích vào đường link dưới phần mô tả để chúng ta tham gia cũng như là chúng ta đào nhiều nhất cái đồng xu Hamster Combat có thể này. Đấy chưa? Thì trước tiên đến với một cái video mình hướng dẫn anh em thì mình cập nhật đôi chút về dự án này. Chúng ta kích cái phần Arop cho mình này. Thì theo thông tin của dự án ấy, trong vòng tháng 8 này thôi, được chưa? Đấy thì nó sẽ là Arop trong toàn thể những người khai thác ấy, những người dùng đấy. Đấy thì anh em có thể thấy là cái mục Arop này thì bây giờ nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Arop tag này, ngày lead đang đến này, tức là nó nói là gọi là ngày lead đang đến, tức là chuẩn bị nó cái đồng Hamster Combat này, nó ký hiệu HMSTR này, nó sẽ chuẩn bị nó đang đến đây. Thì chưa, nhiệm vụ sẽ xuất hiện bên dưới hoàn thành chúng để tham gia Arop, tức là ý như nói là Arop có nghĩa là cái đồng Hamster Combat là nó sắp lead, thì nó có cái nhiệm vụ nào thì anh em cố gắng anh em làm để gọi là tham gia Arop cũng như là nhận nhiều cái số xu Hamster Combat cũng như là Arop ấy cho cộng đồng này, được chưa? Rồi quay chủ đề chính thì anh em sẽ là cái phần là trò chơi nhỏ cho mình này. Vậy nghĩ chắc là trong vòng tháng 8 thôi, trong vòng tháng 8 này là nó sẽ là ít thôi. Chúng ta kích vào trò chơi nhỏ này, mình sẽ hướng dẫn anh em nhận cái chìa khóa này. Rồi chúng ta sẽ kích vào phần là chơi cho mình này, đúng không ạ? Rồi chúng ta kéo thanh chúng ta đây xem là 1 2 này, 3 này, chúng ta sẽ là kéo thanh hai sang này, xanh sang này, kéo nhỏ lên này, mình nghĩ được chưa? Rồi xong bắt đầu là chúng ta lại từ sorry anh em, từ chúng ta mình nghĩ là kéo thanh này sang này, kéo thanh đỏ sang này, rồi kéo thanh xanh sang này, rồi kéo thanh này sang này, rồi kéo thanh này sang này, rồi kéo thanh này xuống này, hai thanh này xuống nhá. Ôi còn 27 giây nữa à? Chết. Rồi kéo này xuống này. Rồi chúng ta kéo này lên sang này. Rồi kéo thế này lên này. Rồi kéo thế này lên này. Lên này. Lên này. Kéo xuống này. Kéo thế này lên này. Rồi chưa được còn 12 giây. Kéo này xuống này. Xuống này. Xuống này. Xuống này. Và nha anh em nha. Rồi các bạn thì nó cho anh em 1 phút thì anh em có thể là anh em gọi anh em nhìn xem là cái hướng đi của nó như nào thì anh em có thể là về nhá, có thể là kéo chìa khóa vào nhá. Chứ cần bạn nào làm này thực sự là anh em là nó cũng hơi đôi miếng một tí đấy, được chưa? Nhưng không sao, mình đã hoàn thành xong, nhận thêm một cái chìa khóa nữa là ngày hôm nay là ngày 8 tháng 8 anh em nha. Rồi tiếp sau đó chúng ta kích ở phần mật mã ngày này, chúng ta nhận thêm 1 triệu đồng xu Hamster Combat từ dự án này, đúng không ạ? Rồi thì cái mật mã ngày hôm nay là ALGO nhé, tức là ALO đấy, được chưa? Để mà gõ chữ A thì chúng ta là 1.1 giữ này, chúng ta kích cầu phần con chuột đỏ cho mình này, 1 chấm này, 1 chấm này, 1 giữ này, một mình làm lại này, 1 chấm này, 1 giữ này, đây. Rồi để gõ chữ L thì 1.1 giữ này, 1.1 giữ, 2 chấm này, 1 chấm này, 1 giữ này, 1 này, 2 này. Rồi để mà gõ chữ G thì 1 giữ này, 1 thôi làm sai rồi. Rồi để mà gõ chữ O cũng như là chữ cuối cùng thì chúng ta 3 giữ này, 1 giữ này, 2 giữ này, 3 giữ này. Ok nha. Vậy chúng ta nhận là 1 triệu Hamsu Hamster Combat từ dự án nha. Kích vào nhận cho mình. Rồi chúng ta kích vào phần mang ngày để quay về con chuột hàng ngày chúng ta đào nha. Ở trong video này mình gửi tới anh em cũng cập nhật anh em đôi chút về dự án chuẩn bị sắp tới nó lead, mình gửi tới anh em, mình gặp anh em video tiếp theo.